Tuy nhiên thì đội bóng mang tới tên tuổi. Và như vậy là có bàn thắng dành cho các thủ Mai Động. Lần này thì có lẽ là không có va vào cuộc. Thế Hương là người ghi bàn. Tỷ số là 1-0 cho FC Mai Động. Một vẻ mặt có lẽ là rất rất đăm chiêu của Thế Hương. Có một cái lý do gì đó họ đang dẫn trước tới 1-0. Một trận đấu được dự báo là không hề dễ dàng dành cho đội chủ nhà. Đối mặt. Như vậy cũng đã có bàn thắng dành cho Thủy Lôi. Nam Cầu Gạo ghi bàn. Tỷ số được san hòa 1-1. Một pha bóng dứt điểm cũng có phần may mắn đến từ Nam Cầu Gạo. Tỷ số là 2-1 cho Thủy Lôi rồi. Đặc biệt là người đã ghi bàn. Một pha dứt điểm treo góc. Và có lẽ bây giờ thì dấu chấm hết đã dành cho Mai Động. Và cuối cùng thì bàn thắng thứ 3 cũng đã đến. Đình Sơn là người ghi bàn. Một pha phối hợp rất đơn giản. Thủy Lôi vẫn chưa muốn dừng lại. Bàn thắng thứ 4. Bốn một cho Thủy Lôi. Có thể dứt điểm. Và bàn thắng thứ 5. Năm một. Cứ một lượt lên bóng của đội bóng FC Thủy Lôi là bàn thắng lại đến. Tiếp tục là Thủy Lôi. 5-1. Tỷ số là 6-1 rồi. Như vậy là có bàn thắng thứ 2 dành cho Mai Động. Thế Hương là người ghi bàn. 2-6. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào.
phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người truyền lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.